đất ở đây nha anh em ơi với diện tích đất là ngang năm sâu cho 65m và từ cái cọc này nha rồi qua cái cọc bên này đó ở đây có ba lô nha quý vị ở đây có ba lô bốn lô nhưng mà bán mất lô rồi <laughs> còn ba lô thôi à, hiện tại trên đất là có vườn mít đó vườn mít trái nào trái đó to nha mua đất tặng những cây mít trên đất luôn nha quý vị tặng những cây mít trên đất luôn ngang năm sâu 65m và có 50m thổ cư với cái diện tích đất mà sâu tới 65 là cực kỳ hiếm nha quý vị. Ở trên chân thành Bình Phước này chủ yếu là ngang năm sâu 30, này, 40 và sâu tới 50 thôi. Những cái đất mà sâu 65 m là cực hiếm nha. Và đặc biệt hơn nữa, đất chúng ta cách DH05 chỉ 100 m vị. 100 m thôi là tới đường DH05 rồi. Trái ngược lại, chúng ta về tới chợ Minh Long chỉ 7 km là tới chợ Minh Long. Đó. Với diện tích đất này quý vị ơi, hơn 300 m vuông đất quý vị. Hơn 300 m vuông đất mà có vườn mít luôn. Địa thế đất bằng phẳng. Ở đây điện đã có chúng ta có thể thấy ạ, điện đã có. Nước hiện tại đang sử dụng là nước giếng khoan, tạm thời là nước giếng khoan nha. Và sắp tới đây sẽ có nước sạch. Và ở đây dân cư sống đông đúc rồi, kế đường DH05. Tiện chúng ta đi làm tại khu nghiệp Minh Hưng, đi chợ cũng gần nha quý vị, đi chợ đi làm cũng gần. Và vị trí đất ngang 60 này, 65 này, tiền chúng ta có thể xây nhà trọ cho công nhân thuê công nhân tại khu nghiệp thuê ở tại đây và đặc biệt hơn nữa vị trí đất quá rẻ quý vị hơn 500 triệu thôi hơn 500 triệu sở hữu lô đất này quan tâm tới vị trí đất này liên hệ ngay trọng thơ qua số điện thoại trọng thơ để về giới luận hẹn gặp lại quý hàng tại vị trí đất xem sổ gặp chính chủ thương lượng và chốt nha quý vị